chúng mình sẽ đến với từ chủ rèn. Chủ rèn sẽ dịch là trưởng hoặc là chủ nhiệm. Vậy chúng mình sẽ cùng phân biệt xem chủ rèn khác gì với chủ quản. Chủ rèn khác gì với chủ quản. Thứ nhất là gì ạ? Chủ rèn và chủ quản đều là chức vụ của mệnh chứng. Khác biệt chi chỗ chủ yếu là công tác của trường cảnh và hàng nghề của bất đồng. Cái từ chủ rèn và cái từ chủ quản thì đều là gì ạ? Đều là cái tên gọi cho một cái chức vị, cho một cái vị trí. Sự khác biệt thì chủ yếu nằm ở đâu ạ? Nằm ở cái môi trường làm việc và ngành nghề. Đó, sự khác biệt giữa cái ngành nghề và cái môi trường làm việc thôi. Thì chúng mình sẽ cùng đến với từ chủ rèn thì chu xian zài xue xiao, yi yuan, zheng phu qi gou, sheng chan xing de gong chang, huo zhe guo you qi yi de qing huang bi jiao duo. Cái từ chủ rèn thường xuất hiện ở đâu ạ? Thường xuất hiện ở đầu tiên là trường học, bệnh viện, những cái cơ quan chính phủ, những cái công xưởng sản xuất, hoặc là những cái cố yếu chỉ yê là dạng những cái doanh nghiệp nhà nước ấy. Cố yếu là quốc hữu đấy, những cái doanh nghiệp nhà nước thì sẽ xuất hiện nhiều các bạn nhé. Thì ví dụ như gì ạ, xuế chào chúng mình sẽ có ban chủ rèn là gì ạ, chủ nhiệm lớp đấy. Chắc các bạn ngày xưa đi học cấp 3 rồi đại học chúng mình sẽ luôn có một cái ban chủ rèn là gì ạ, chủ nhiệm lớp. Chào táo chủ rèn thì là gì, vừa nãy các bạn nhớ cái từ chào táo chủ rèn đúng không ạ? Chủ nhiệm phòng đào tạo hoặc là chủ nhiệm phòng đào tạo, rồi chủ tức là trưởng phòng đào tạo cũng được. Xi chủ rèn từ này dễ này, trưởng khoa, chủ nhiệm khoa. Xi là trong từ khoa mà trung uẩn, xi là khoa tiếng Trung đấy. Xi chủ rèn. Thế còn nếu mà y yuan thì chúng mình có ví dụ gì ạ? Một cái chữ chung là một cái chức vị là gì đấy ạ? Chủ nhân y sinh, y sư gọi là trưởng khoa đó. Chủ nhân y sư là trưởng khoa, trưởng khoa một bệnh viện đó. Chính phủ chi câu thì chúng mình có ví dụ như gì ạ? Những cái cơ quan chính phủ, ví dụ có thôn chủ nhân, thôn là dòng trong từ nông thôn là gì ạ? Trưởng thôn, thôn chủ nhân, trưởng thôn. Chủ nhân cơ yuan nữa, cái từ này cũng ít gặp. Rồi chúng mình có từ cơ yuan là gì? Cơ yuan. Khơ thì các bạn nhớ là gì? Hán Việt nó là khoa đúng không? Nhưng mấy từ yến là gì ạ? Là những cái đó, thành viên. Thì chúng mình có khơ yến là gì ạ? Nghiên cứu khoa học. Chủ nhân khơ yến là kiểu trưởng của một cái phòng nghiên cứu nào đó, trưởng của một cái phòng nghiên cứu, nhóm nghiên cứu. Đó thì là chủ nhân. Chúng mình có công xưởng hoặc là những cái công ty nhà nước này, công trường hoặc là quốc chỉ. Chúng mình có từ chơ chén chủ nhân là gì ạ? Chưa chen là công xưởng, như vậy đây là kiểu gọi là trưởng cái công xưởng đó. Ban công sư chủ nhân, trưởng cái phòng, trưởng phòng. Còn cái từ chủ quản thì sao ạ? Chủ quản zuo wei chi wei ming cheng lei si yu ying yu de manager này. Chủ yếu dùng yu yban de gong si he qi ye de quản lý gan wei. Cái từ chủ quản thì dùng ít hơn các bạn nhé. Chủ quản thì thường nó sẽ bằng như cái nghĩa trong tiếng Anh là manager ấy, quản lý ấy. Và cái từ chủ quản thì chủ yếu dùng cho những cái gì ạ? Công ty và doanh nghiệp. Ở đây chúng mình có quản lý cương vị là cái người mà sẽ là người quản lý. Rồi thì cái từ chủ quản, ví dụ chúng mình có xiao sâu chủ quản, xiao sâu là sale. Còn có một cái gọi khác gì ạ? Xiao sâu là cái mà cái gì kinh doanh ấy, kiểu trưởng cái team kinh doanh, cái gì nhân viên kinh doanh. Đúng rồi, xiao sâu yến yến. Thì chúng mình có xiao sâu chủ quản là gì ạ? Trưởng phòng sale, quản lý sale, manager mà. Xiao mục chủ quản, trưởng cái hạng mục đó. Tài vụ chủ quản thì là gì ạ? Trưởng của cái phòng đấy, phòng tài vụ. Đó thì các bạn thấy là cái từ chủ quản nó sẽ dùng nhiều, ví dụ những cái khu công nghiệp ấy, những cái khu công nghiệp. Đó thì chúng mình kiểu có trưởng tổ trưởng, rồi thì có kiểu một cái phân khu nào đó, xiao sâu chủ quản. Các bạn chú ý này, thống sứ thì chủ quản dễ có thể dùng động từ, tương đương với trong tiếng Anh là gì ạ? Quản lý. Thì cái từ chủ quản cũng có thể là một động từ là quản lý. Ví dụ, Xiao Ming là sản phẩm chính lý, chủ quản công ty sở hữu sản phẩm được thiết kế phong cách và quy phạm chế định. Tiếp theo, tiểu minh thì là giám đốc sản phẩm, sẽ kiểu cái gọi là quản lý đúng không ạ, quản lý cái gì ạ, quản lý
quản lý những cái gì đây,设计风格là gì ạ, quản lý cái phong cách thiết kế và những cái quy phạm ấy, những cái kiểu mẫu ấy, của tất cả các sản phẩm trong công ty. Đó thì cái từ chủ quản còn có thể là động từ, nhưng từ chủ任thì không thể là một động từ nhá. Đó thì sau cái bài này các bạn đã hiểu rõ hơn về từ chủ任và chủ quản chưa ạ? Chủ quản thì nó dùng, theo mình thấy là dùng cái phạm vi ít lắm, nó chỉ trong mấy cái khu doanh nghiệp, nhà máy, xưởng công nghiệp các thứ ấy.